chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học một bài mới, đó là Unit 3 tiếng Anh 3, Our Friends, có nghĩa là những người bạn của chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần Lesson 1, phần 1 nhỏ. Ở phần 1 nhỏ, đề bài yêu cầu chúng ta là Look, Listen and Repeat. Các em hãy nhìn, lắng nghe và lặp lại. Two picture. In picture A, you can see how many people. Các em thấy ở bức tranh A có bao nhiêu nhân vật? Đó là Mary, Mai và thầy Long. Tương tự như vậy, bức tranh B có bạn Mai và bạn Bill. Bây giờ mình cùng xem thử. Câu đầu tiên chúng ta sẽ đọc là This is Mary. Mary. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ học This có nghĩa là đây là. This is Mary. Đây là Mary. Thì thầy Long sẽ nói sao? Hi Mary. Hi Mary. Xin chào Mary. Tương tự như vậy ở câu B thì bạn Mai sẽ nói That's Mr. Long. Kia là thầy Long. Vậy thì bạn Bill sẽ trả lời như thế nào? Hello Mr. Long. Hello Mr. Long. Xin chào thầy Long. Rồi bây giờ các em sẽ chuyển sang cho cô phần 2 nhỏ. That's Mr. Long. Rồi nghe lại phần B. Hello Mr. Long. Phần 2 nhỏ, Mr. Quincy, chúng ta sẽ lắng nghe chỉ tay và đập lại cho cô. This is Ben. This is my. Câu C, does Mr. Long. Và đi là does Mr. Tương tự như vậy, phần 3 là let's talk. Chúng ta hãy nói I need one student go to the board. Cô cần một bạn lên trên lớp và nói cho cô nè. Nếu như ở gần thì chúng ta sẽ nói là this is. Mà ở xa thì chúng ta sẽ nói là does. Cô ví dụ this is Mai. Đây là bạn Mai. Kia là bạn Mary thì chúng ta sẽ nói là does Mary. Vậy thì ở bài 3 này người ta yêu cầu mình sẽ vận dụng cho cô được mẫu câu this is là chỉ những vật ở gần và does là chỉ những vật ở đằng xa. Có nghĩa là kia là we move to next one. Phần này chúng ta sẽ show cho các bạn thấy cách sử dụng this và that. This là chúng ta sử dụng để nói về người, sự vật, nơi chốn ở số ít và ở gần chúng ta. Chúng ta có công thức là this cộng với y cộng với danh từ ở số ít. That là chúng ta sử dụng that để nói về người hoặc vật ở số ít ở xa chúng ta. Công thức that cộng với danh từ. Ở phần này các em sẽ lắng nghe và đánh dấu tiếp vào cho cô. Một, câu số 1. One. Bill, this is Nam. Bill. Hi Nam. Bill, this is Nam. Hi Nam. Vậy thì đầu tiên bạn Mai nói là Bill, đây là Nam thì bạn Bill mới trả lời là mới nói là xin chào Nam. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng đây là cuộc nói chuyện giữa bạn Mai với bạn gì? Bill. Vậy thì chúng ta sẽ điền cho cô là một B. Tương tự như vậy câu 2. Two. Ben, that's Miss Hua. Ben. Hello Miss Hua. Ben, that's Miss Hua. Hello Miss Hua. Bạn Linh nói là Ben, kia là cô Hoa. Vậy thì bạn Ben mới nói là xin chào cô Hoa. Vậy thì chúng ta thấy đó là bức tranh A. Vậy đáp án của bài số 4 là 1 A.
Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang phần năm nhỏ. Look, complete and read. Em sẽ nhìn vào bức tranh, đọc và hoàn thành. Câu số 1, Ben nói sao? Y Nam, bạn Mary giới thiệu bạn gì? Bạn Mr. Long. That's Mr. Long. Lucy nói là Hello Mr. Long. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang cho cô phần tiếp theo, là phần Let's sing. Ở phần 6 nhỏ, chúng ta sẽ hát bài hát This is Lynn. Bây giờ các em sẽ cùng nhau bài hát, nghe bài hát. Page 23. Lesson 1. Activity 6. Let's sing. This is Lynn. This is Lynn. This is Ben. Hello, Lynn. Hello, Ben. That's Lynn. That's Lucy. Hi, Lynn. Hi, Lucy. Rồi, bây giờ đến lượt các em sẽ nghe nhịp và các em sẽ hát. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem thử. Ở câu B là cuộc nói chuyện giữa bạn Mary và bạn Mai. Ở bức tranh A, chúng ta sẽ xem thử hai bạn này đang nói gì. Rồi bây giờ bạn Mai hỏi là Bill. Is this Bill? Is this Bill? Đây có phải là Bill không? Thì bạn Nam mới trả lời Yes, it is. Ờ đúng rồi, đó là Bill. Nghe lại nha các em. Is this Bill? Yes, it is. Tương tự như vậy, ở câu B thì bạn Mary hỏi Is that Nam? Kia có phải là Nam không? Thì bạn Mai trả lời No, it isn't. It's Ming. Không, đó không phải là Nam mà đó là bạn Minh. Rồi chúng ta nghe lại cho cô câu B. Is that Nam? No, it isn't. It's Ming. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Edith Nam, đây có phải là bạn Nam không? Nếu đúng thì chúng ta trả lời là yes, it is. Còn nếu không đúng là no, it isn't. It cộng với tên của một người đã ra. Được chưa? Rồi, we move to part 4. Chúng ta sẽ chuyển sang bài phần số 4. Phần số 4 là chúng ta sẽ lắng nghe và điền số cho cô. Listen and number. 1. Is this Mary? Yes, it is. Câu 1 là 2. Is that Ben? No, it isn't. It's Bill. 3. Is this Lucy? Yes, it is. 4. Is that Bill? No, it isn't. It's Ben. Phần 5 nhỏ chúng ta sẽ look, complete and read. Em hãy nhìn vào bức tranh, hoàn thành và đọc cho cô nè. Bây giờ câu số 1. Rồi bây giờ người ta cho mình là một câu hỏi, vậy thì mình sẽ điền cho cô chữ là Is this Ben? Đây có phải là Ben không? Đây là ở gần thì chúng ta sẽ hỏi là Is this Ben? Và đáp án sẽ là Is this Ben? Rồi, yeah, it's E. Tương tự như vậy, câu B là Is this Lynn? Ở câu số 2 thì cũng tương tự như là câu số 1. Tương tự như vậy, câu number 3.
là bạn này, bạn Lucy đang đứng ở xe, thì chúng ta sẽ hỏi là does Mary? No, it isn't. It's Lucy. Tương tự như vậy, câu 4, bạn Minh đang ở đằng xa thì chúng ta sẽ hỏi là does Minh? No, it isn't. It's Nam. We move to next one. Let's play. Phần này các em sẽ tìm và khăn tròn 6 tên nhân vật bao gồm Linh, Bill, Mary, Nam, Lucy và Mai. Rồi có một câu mẫu là Mary, rồi các em sẽ tự khăn cho cô nha. Ở lesson 3. Bài số 3 chúng ta sẽ lắng nghe và lặp lại. Phở. Chúng ta sẽ nghe nè. That's Lucy. Thank you. Bài 2 chúng ta sẽ lắng nghe và đánh dấu tích cho cô nha. Câu số 1. Thank you, Bill. That's Lucy. That's. Câu số 2 là that's Lucy. Em cùng kiểm tra đáp án với cô nha. Rồi, excellent. Vậy là chúng ta đã biết đáp án là 1B và 2 sẽ là A. Tương tự như vậy, các em sẽ chuyển sang cho cô phần 3 nhỏ. Let's chant. Chúng ta sẽ nghe bài hát nha. Yes, it is. Is that my? Yes, it is. Is that Ming? No, it isn't. It's Nam. It's Nam. Hello, Mary. Hello, Mary. How are you? I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. We move to next one. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 4. Rich and Max. Nói cho cô là That's my teacher, Miss Hoa. Vậy thì câu số 1 chúng ta sẽ nói ở đâu câu này? Tương tự như vậy, câu số 2 chúng ta sẽ đọc nè. Chúng ta nhìn thấy trong bức tranh là bạn Linh, thì chúng ta sẽ điền cho cô là This is my friend Linh. Tương tự như vậy, câu số 3 là This is my teacher, Mr. Long. Và cuối cùng là my name's Nam. Cùng nhau check đáp án. Well done. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 5 nhỏ. Let's write. Hãy viết. Câu số 1. This is my friend. This is my friend my. Vậy thì chúng ta sẽ viết chữ gì đây? Chữ Y. Rồi, bây giờ câu số 2. Đây là người bạn của tôi là Nam. Vậy thì đáp án sẽ là friend. Chúng ta sẽ đọc là friend. Y, that's your friend. This is my friend. Friend. Mister. Đây là những từ vựng mà chúng ta sẽ học trong bài này. No. Our. We love our friends. This is my Lord Mr. Long, we our teacher.
teacher? Teacher. Is that your teacher? Yes, it is. She is my teacher. That. Does. Có nghĩa là đó hoặc là kia. Ở bài này chúng ta sẽ học từ vựng là Does is my teacher. Kia là thầy giáo của mình. Câu số 2 sẽ là Is that your friend? No, it isn't. This. Yes. Friend. Chúng ta sẽ làm một bức hình về bạn mình và giới thiệu đây là bạn của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số từ vựng được học ở bài Unit 3. Friend. Chúng ta có thể đọc theo cô này. Friend. Friend. Mr. Mr. Hello, Mr. Long. That's Mr. Bean. Miss. Miss có nghĩa là bà hoặc là cô. Goodbye, Miss Hall. This is my teacher, Miss Brown. No. No có nghĩa là không. Our của chúng ta. Teacher. Teacher là giáo viên nha các bạn. Is that your teacher? Yeah, it's E. She is my teacher. That. That có nghĩa là ở đó hoặc là kia. Dùng cho những vật ở xa. That is my teacher. Is that your friend? No, it isn't. This. This. Is this Mr. Long? Yeah, it's E. This is my friend. Đây có phải là thầy Long không? Đúng rồi. Đây là người bạn của mình. Yes. Yes.